Mình nghĩ là bảo cần mà quên chị mình ở nhà thì sợ mình ở lại. Nào bây giờ ta làm lại nhá. Đánh chữ bất kỳ nào. Hoặc là chữ Tôi hành vi không, em chẳng biết viết chữ gì. mấy thương mấy thương Rồi là ta chọn phông chữ này. Phông chữ ta thường chọn trong cái phần mềm của mình thì ở máy nào cài đặt thì ta sẽ có, không cài đặt thì sẽ không có. Ta nhớ như thế. Nha, xong bây giờ ta vào tiếp theo là ta vào effect, ta chọn 3D, chọn extrude and bevel đó, và ta chọn này đúng không? Ta xoay cái này cho nó nhanh gắn lại. Xoay rồi ta nhấp ok. Cái này ta cho màu khác được, màu xanh được. Đây là chữ 3D nhé. Rồi bây giờ ta muốn lấy lại nó thì ta vào Windows, ta chọn Experience. À, Experience đây, nó hiện ra đây rồi. Có chữ FX ta nhấp nó vào, nhấp vào cái dòng FX ấy. Bây giờ ta chọn Preview này, xong rồi ta chọn Map, ta chọn Symbol ra đã, xong rồi ta hạ làm cái này. Rồi bây giờ ta vào Windows, ta chọn Symbol. File mới thì nó có biểu tượng mới, đặt blade vào. Bây giờ tập blade cái khác đi. Đây, có hình này. Nó mạ vàng thì ta phải download trên mạng thì miếng vàng về nhá. Hình ảnh nhé, hiểu chưa? Không có thỏi vàng ở đây, vàng thật không phải là chụp ảnh thì ông ánh được. Nhưng mà ở trên này máy làm gì có vàng chị, màu vàng nó không có ánh được, vàng thật. Và nhá, có nghĩa là mình cứ làm gì mình bút nó vào symbol là được. Xong bây giờ ta vào Windows, chọn Appearance ra. Đâu đâu nó đâu rồi, ở đây không phải, cái này không phải Appearance nhé. Đây mở lại này. Đó, thì có hình chọn vào đây thì nó có phải nhấp nó vào đây nó mới hiện ra 3D nhá. Dòng này kích đôi lên. Đó, nhấp đôi về chọn cái này. Chọn map đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ chọn từng mặt một, mặt in là cái mặt nào. Đây có chữ y này, nó đấy nó tách ra rất nhiều thứ, cái này rất nhiều lắm. Đấy thì nó dán cái miếng kem này vào cái chỗ xẻ này, mình nhìn thấy đây nhá. Rồi ta lại next tiếp này, sang cái thứ hai ta lại chọn cái kem vào. Đấy, next tiếp, chữ nào càng phức tạp thì nó lại chẻ ra rất nhiều thứ. Đây ta gọi là tách ra mà. Đấy, đi xây nhà thế sẽ muốn một phát được 10 tầng luôn, làm sao có công cụ là làm được. Đó rồi cứ như thế đấy, nó lại chẻ miếng này. Đấy, thầy cần nách tạm là khoa phải. Đó, đây có hình đúng. Chọn cái chữ này nó xẻ nhiều quá, chữ mà nó phẳng thì tốt, thôi không sao.
cái mã phía sau là chữ in, là chữ y. Đấy, ta dán nó vào. Tức là cái khung thì là cái chữ, còn cái vỏ thì là cái bánh, nhớ chưa? Mình học như thế thì mình học cái bản chất của nó như vậy. Đó. Thay cái chữ in của mình bằng cái chữ mặc định. Đó. Next tiếp. Rồi. Đó. Next tiếp. Rồi. Chọn vào. Next tiếp. Chọn vào. Bao giờ đến chữ kia. Next tiếp. Chọn vào. Vâng, vì em chọn cái chữ kiểu này. Chữ nào càng xẻ thì nó lại càng bị ra nhiều. Chọn cái chữ nó không được ấy lắm. Thôi không sao, ta chọn hết chữ y đi. Vâng. Để ta cắt. Cắt đi thì nó không ra hết được mà. Nó chẻ vào tất cả các mặt nha, cả cái mặt đằng sau nó cũng chẻ ra. Đấy, bây giờ tôi nhấp OK ví dụ như thế. Thế sau bây giờ tôi được. Được chị ạ, đấy. Cắt thì nó cũng thế thôi, đây em phóng to lên đây. Chị nhìn thấy không, cái ảnh nó vào từng mặt một. Thế bây giờ chữ mạ vàng thế thì mình phải chụp cái miếng vàng bóng óng ánh ở trên mạ, mình lấy về to miếng to vào, mình đặt nó vào trong symbol, mình đánh chữ 3D thì là có cái chữ vàng bằng vàng, chứ không phải người ta vẽ được màu, không lên được, không làm được màu lắm. Thì chị chọn chữ y đơn giản đây, tại em chọn thì mình nó không không được chị ạ. Vâng. Nhá. Đây là 3D mà em đang mở áp vào 3D, còn 2D nó lại dễ, đúng không? Đấy. 2D thì cắt đường. Y đây. Đây nhá. Đây vàng đây. Em đó. Nó chỉ cắt cái phần đấy thôi. Cắt cái phần ngoài, phần mặt ngoài, còn mặt 3D nó không có. Chị hiểu không? Đây chọn đây. Để chọn clip mà make hay nó chỉ như này thôi, không được 3D chưa? Không được. Còn đằng sau không có, ví dụ vàng muốn dán vào rìa nữa không được, đúng không? Đấy, ảnh nó lồng vào trong đây là nó chỉ cắt theo cái mặt nạ thôi. Rồi bây giờ đến lượt chữ nghệ thuật là chúng ta đi in cờ yếu. Đấy, học cái này xong phải áp dụng được vào các bài học, và không có lại trần văn hết.
vào bắt đầu vào 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 graphic style nha. Đây. Đấy, chọn đây nha, xong chọn đây. Đấy. Cho chị nhá. Đây. Đấy, cho đây. Đấy, đẹp chưa? Đúng không? Xong rồi mở theo thư viện nó ra thì có nhiều loại. Đấy, loại tài effect này. Đây. 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 Ở đây. Đúng không? Đấy. Nhá. Yeah. Nghĩa là cái bộ này thì cho mình áp vào nhé. Thêm cái gì thuộc tính nào? Em muốn thêm bỏ bớt đi thuộc tính này hay thêm thuộc tính? Muốn thêm thì lại vào appearance thôi. Đây. Nhá, vào appearance này. Đúng không? Bây giờ em muốn thêm bỏ đi cái gì thì ta bỏ vào trong này. Hả? Đây ta muốn thêm thay màu đỏ một màu khác nhé, thì nhấp vào đây. Chọn màu khác, màu xanh. Đó. Chọn màu nâu. Chọn màu này. Đó. Được chưa? Đây, còn bây giờ muốn khoảng cách của nó ra bao nhiêu để đánh nó vào đây. Chẳng hạn vào 2 cm. Đó. Thì nó ra to. Được chưa? Nhưng mà vẫn thêm thì vẫn thay được. Opacity ta muốn nó mở đi. Mở cái bóng này. À. Được chưa? Tức là tùy chỉnh thoải mái mà. Nhá. Đó. Đấy, và trong đấy nhá là có người làm lúc cả đời chẳng biết cái tính năng này đâu. Và không hiểu tại sao người ta lại làm được chữ đẹp thế. Đấy, mình làm được những cái rất nhiều thứ đúng không? Đấy, chỉnh ở trong này. Thế xong rồi lại thích chọn style cho riêng cái nào đấy thì lại chọn chốc chẳng hạn. Đây, lại chọn áp dụng style. Đó. Thì nó lại vào riêng của nó. Hiểu chưa? Đó. Vân vân. Thế là những cái mà rất quan trọng. Đấy, xong rồi để sang bên kia thì dạy rồi đúng không? Đây thầy trở về này. Bây giờ biểu tượng này in cơ yếu này. Đây để giữa đi. À để đâu cũng được. Mình cho sang kia, cho giữa, cho ngoài tùy. Chọn cái nút này. Cho nó nhỏ lại. Cho nó khít vào. Phóng to lên cho khít vào. Nếu chốt mà người ta thích kiểu chữ này ngon rồi thì mình cứ thế mình ghi nó vào thôi. In cơ yếu 2 chẳng hạn. Đuôi là EPS. Nút số 1. Ghi level cấp 3, ok. Đấy. Còn bây giờ bật in design lên. Cho trang bên này là chữ in đang cỡ yếu này. Bên này đỏ, bên này tím, đúng không? Đây, thầy lấy ví dụ nhé, còn ta thực hành cụ thể bài cụ thể, ta thích là làm cái gì thì ta làm. Đấy. Cho nó nhỏ lại. Cho nó nhỏ lại nhé. Nhỏ lại. Chọn là fit gì? Fit content to frame. Đó. Nó nhỏ theo này. Thế xong rồi lúc mình in thử ra trang bên trang số 2. Trang 9 đi. Hay in tất cũng được. Tùy. Ta in tất đi. Import tất. Em tự hiểu là mới để lại này được. Đó.
bên này là chữ này đúng không? Bên kia chữ kia, bên này chữ này, bên kia chữ kia. Thế thôi, còn trang thiết kế nào là do chúng ta thêm vào đường kẻ rồi biểu tượng vân vân làm hết bên kia cho vào. Được chưa? Cách làm như vậy. Đấy. Nhưng bây giờ mà khách hàng đưa dùng PDF thì mình ra tính nó không? Khách nó chốt thì cứ thế mà in đi sửa, kiểm tra phá vỡ nó ra. Phá vỡ thì anh phá vỡ bằng phần mềm gì? Thuộc tính của những cái gì mới quan trọng thì nó là PDF gì? Thì dùng phần mềm ấy đó, và nó có gì Nitro PDF rồi for ship PDF đầy thì kiểm tra. Em kiểm tra thế chẳng giải quyết được gì. Ví dụ em mục đích của em là làm cái gì chứ? Phải cụ thể, em cứ bảo kiểm tra. Em muốn sao chép lại. Sao chép rồi copy ra file khác. Copy ra ổ ra một cái ổ cứng. Chẳng hạn như chữ cụ thể em copy lại chữ cụ thể PDF đã người ta đã file nguồn như nào ra kia. Đây là cái gì rồi?